À, lô đất ngày hôm nay em giới thiệu có tổng diện tích 4 hecta, nguồn thu ổn định, có hồ và có suối ạ. Nhà đẹp Pleiku, tiên phong phát triển, vững bước thành công. Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Đắk Krang, huyện Ia Krai, tỉnh Gia Lai. À, ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị một cây lô đất rẫy có tổng diện tích là 4 hecta. Lô đất em đang giới thiệu cách mặt tiền đường nhựa liên xã thì khoảng 700m, ô tô con vô được tận vườn nha anh chị. Ở giữa rẫy thì có một cái ngôi nhà cấp 4 và một cái khoảng sân phơi rất là rộng ở phía trước ạ. Ở đằng sau và bên hông ngôi nhà được gia chủ quy hoạch trồng 4.000 cây cà phê khoảng 8 năm tuổi, xen lẫn vô cái luồng cà là khoảng 1.200 cây trụ tiêu nha anh chị. Trụ tiêu còn rất là đẹp anh chị. Lô đất em đang giới thiệu thì cách trung tâm trường chợ, cách ủy ban nhân dân xã thì trên dưới 2 cây số nha anh chị. Cà phê ở vườn này thì còn rất là đẹp anh chị. Ở huyện Ia Krai được mệnh danh là một trong những cái huyện mà có truyền thống trồng cà phê lâu đời tại tỉnh Gia Lai đấy anh chị. Nên là cái năng suất cũng giống như chất lượng cà phê ở huyện Ia Krai rất là cao ạ. Số lượng cây hồ tiêu ở trong vườn còn được thu ước chừng được khoảng trên dưới 1.000 cây nha anh chị. Tất cả còn đều rất là đẹp và không có dấu hiệu của bệnh tật ạ. Ở phía trước của ngôi nhà là khu vực gia chủ trồng cà phê xen với một số loại cây ăn trái, bao gồm 30 cây vải thiều đang trong quá trình thu hoạch ạ. Và một số loại cây như mít và bưởi, mỗi thứ một ít ạ. Ở đây cũng là con đường dẫn xuống cái hồ ở cuối lô rẫy của chúng ta đấy ạ. Đặc biệt cái lô đất này thì giáp với một cái suối tự nhiên nha anh chị. Dạo một vòng khu rẫy, theo quan sát của em, cây vườn này đạt được khoảng 90% về chất lượng cây trên vườn ạ. Tất cả những cái cây trong vườn còn lại đều rất là đẹp. Năng suất năm nay đạt cũng khá là cao đấy ạ. Em xin điểm lại một số thông tin về lô đất để anh chị tiện tham khảo ạ. Lô đất em đang giới thiệu thì có tổng diện tích là 4 hecta. Trên đất cái nguồn thu chủ yếu đến từ 4.000 cây cà phê 8 năm tuổi, kèm theo đó là 1.000 trụ tiêu còn rất là đẹp. Xen lẫn vô trong đó là có khoảng 30 cây cây vải cũng đang trong quá trình thu hoạch ạ. Cái lợi thế lớn nhất của khu đất này là ở đằng sau nó có một cái hồ và giáp một cái suối lớn anh chị. Hiện tại thì lô đất này đã có sổ hồng rồi nha anh chị, nhưng mà hiện tại gia chủ đang cầm cố tại ngân hàng ạ. Theo đánh giá của em, vị trí của lô đất không quá xa trung tâm, chỉ trên dưới 3 cây số thôi anh chị, nên là cái lô đất này rất đáng để anh chị quan tâm tìm hiểu và đầu tư đấy ạ.
Trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào quan tâm, cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868021102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Advertising.